Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới, và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các bạn thân mến, người Trung Quốc mà đặc biệt là người Hán nhiều đời bị các dân tộc lân bang thống trị nên luôn có tư tưởng bành trướng khi có cơ hội. Trước tình hình các nước lớn như Mỹ, Anh, Úc liên tục đưa tàu chiến vào Biển Đông trong thời gian qua nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc bị bao vây từ phía bởi các nước, Trung Quốc vẫn không quên một quốc gia nhỏ bé luôn khiến họ đau đầu. Cũng là một quốc gia kiên cường nhất trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, đó chính là Việt Nam. Có lẽ cả người Việt Nam và Trung Quốc đã từng đặt ra một câu hỏi, liệu Trung Quốc có đánh Việt Nam không? Trong trường hợp nào thì hai nước lại bùng nổ xung đột và chiến tranh? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn tham khảo một bài phân tích về các khả năng xung đột Việt-Trung do một tác giả Trung Quốc viết trên mạng của nước họ. Bài viết này như sau. Mấy năm gần đây, do khu vực Biển Đông chứa tài nguyên dầu khí phong phú, một số nước Đông Nam Á đã thèm muốn các đảo ở Biển Đông. Trong đó, nước chiếm nhiều đảo ở khu vực Biển Đông nhất chính là Việt Nam. Việt Nam mấy năm gần đây trên các vấn đề Biển Đông cực kỳ phô trương. Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam giữ gần 30 đảo, bất chấp các cảnh báo nghiêm khắc của Trung Quốc, đã xây dựng các công trình quân sự kiên cố trên những đảo đó, đóng nhiều quân, di dân và khoan hơn 1.000 giếng dầu. Cục diện hai nước Trung Việt một thời rất căng thẳng cũng khiến cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến khả năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát sinh xung đột rốt cục có nhiều hay không. Chiến tranh tất nhiên là có một bên khiêu chiến trước, sau đó bên kia phản kích. Dưới đây, tôi sẽ phân tích khả năng từng bên phát động chiến tranh theo quan điểm cá nhân. Trước hết, nói về khả năng Việt Nam là bên phát động chiến tranh, tôi cho rằng Việt Nam sẽ không chủ động phát động chiến tranh vì những lý do sau đây. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Cuộc chiến tranh gần đây nhất giữa hai nước Trung Việt là cuộc chiến năm 1979. Khi đó Việt Nam được Liên Xô ủng hộ nên có hành động đối địch với Trung Quốc. Trung Quốc tấn công Việt Nam trong thời gian ngắn, đã chiếm được hơn 20 thị trấn và thị xã quan trọng của Việt Nam, trong một tháng đã tuyên bố thắng lợi. Thêm nữa, chúng ta duy trì nguyên tắc tự vệ, không tiếp tục đánh chiếm Việt Nam, hy vọng Việt Nam có thể tự biết. Nhưng sau khi phía Trung Quốc rút đi, Việt Nam đơn phương tuyên bố chiến thắng. Bước vào thập niên 1980, hai nước tiếp tục đối kháng cho đến thập niên 1990. Sau khi Liên Xô giải thể, quan hệ hai nước mới dần dần khôi phục bình thường. Hơn 30 năm trước, giải phóng quân Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại Việt Nam. 30 năm sau, với trình độ quân sự hiện tại của Việt Nam cơ bản không thể kháng cự quân đội Trung Quốc. Trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn, vũ khí hiện tại của Việt Nam đại bộ phận đều là hàng cũ của quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai, sớm đã không thể đánh thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Trung Quốc cùng với tiến trình hiện đại hóa, bất kể là trang bị trên biển hay là lực lượng trên không, đều có rất nhiều thiết bị hiện đại. Việt Nam với chúng ta giao tranh, lấy thực lực của quân ta hiện nay, chỉ cần tên lửa của pháo binh thứ hai đã có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Nếu Việt Nam thực sự phát động chiến tranh, đối với họ mà nói là cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng đối với Trung Quốc lại chỉ là chiến tranh cục bộ. Cuộc chiến này đánh thế nào thì Việt Nam cũng thiệt hại. Thứ hai là nhân tố kinh tế. Theo quan điểm của tôi, chiến tranh hiện đại đánh không phải bằng người mà bằng tiền. Một khi khai chiến, chỉ sau vài tuần vũ khí trang bị bắt đầu bị tiêu thụ số lượng lớn. Các dây chuyền sản xuất ở trong nước bắt đầu nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng quân sự. Trung Quốc có danh hiệu công xưởng thế giới, hiệu suất của các dây chuyền quân sự tuyệt đối Việt Nam không thể so được. Hơn nữa, những năm này Trung Quốc ra sức phát triển cơ sở hạ tầng, phổ biến đường sắt trên cao và đường cao tốc trên toàn quốc, nhờ đó có thể vận chuyển vũ khí binh sĩ quân nhu ra tiền tuyến rất nhanh. Còn Việt Nam thì sao? Cơ sở công nghiệp của Việt Nam không bằng tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 ước tính là 2.786 đô la, mà bình quân đầu người của tỉnh Quảng Tây là 7.445 đô la. Từ phương diện kinh tế, Việt Nam không dám chủ động phát động chiến tranh với Trung Quốc. Từ góc độ của Trung Quốc thì thế nào? Chính phủ Trung Quốc nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Nói đơn giản là Trung Quốc sẽ không chủ động khai chiến. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Trung Quốc có căn cứ lịch sử đối với chủ quyền trên các đảo ở Biển Đông. Thế chiến thứ hai là một lần nữa khẳng định chủ quyền Biển Đông. Năm 1949, Trung Quốc đã phát hành bản đồ đường chín đoạn, xác định rõ phạm vi chủ quyền. Hồi ấy không một ai đưa ý kiến khác, mà hiện nay Trung Quốc thành thể chế kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một số nước bao gồm cả Việt Nam có thể nương theo chiến lược xoay trục của Mỹ, bắt đầu sinh sự ở Biển Đông đối đầu với Trung Quốc.
trong phương diện chủ quyền Biển Đông, Trung Quốc có chứng cứ lịch sử rõ ràng là bên chính nghĩa không cần lấy chiến tranh để giành chủ quyền. Thứ hai là thái độ ngoại giao, đàm phán song phương, đồng thời với chiến lược đa phương. Với lâu dài, Trung Quốc kiên trì thông qua đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông với các nước liên quan. Với thực tế, vấn đề Biển Đông từ song phương trở thành đa phương hóa, từ vấn đề khu vực trở thành quốc tế hóa. Trung Quốc không ngừng tìm tòi chiến lược đa phương có tính xây dựng, có thể thông qua phương thức thương lượng đa phương để thể chế hóa công thức, tạo thành một quy tắc hành vi có tính ràng buộc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề, tạo thành cân bằng. Trong khu vực xung quanh mấy năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và khối ASEAN đã được cải thiện toàn diện, đã xây dựng được cục diện cộng đồng lợi ích chung khó có thể chia rẽ. Trung Quốc đề xuất kiến nghị khai thác chung, thừa nhận tiền đề là các bên có lợi ích, xây dựng một đơn vị khai thác dầu khí chung ở Biển Đông, đồng thời căn cứ vào cổ phần bỏ ra nhiều hay ít mà xác định phân phối có lợi ích hợp lý, phương pháp giải quyết vấn đề Biển Đông rất nhiều. Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình, chiến tranh là điều chúng ta không mong muốn nhất. Thứ ba là các biện pháp khác. Theo tôi, sở dĩ các nước lớn được gọi là nước lớn không chỉ vì nó có năng lực phát động và chiến thắng trong chiến tranh mà còn có năng lực ngăn cản chiến tranh phát sinh. Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có rất nhiều biện pháp tốt hơn để giải quyết mà không cần đến chiến tranh. Trước hết nhất định là đàm phán song phương. Nhưng nếu phía Việt Nam nhất quyết không nghe khuyến cáo thiện ý của Trung Quốc thì trước hết chế áp kinh tế một cuộc, không xuất khẩu đến Việt Nam, cũng không nhập khẩu từ Việt Nam, kinh tế Việt Nam nhất định sẽ chịu thiệt hại. Không cần xuất động quân đội cũng khiến họ không còn thời gian lo về vấn đề Biển Đông nữa. Từ các quan điểm trên đây, tôi cho rằng khả năng Trung Việt chiến tranh đã nhỏ lại càng nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên trang mạng Trung Quốc phân tích về các khả năng nổ ra chiến tranh Việt-Trung. Các quan điểm nói rằng Trung Quốc có chứng cứ lịch sử về chủ quyền với các đảo trên Biển Đông cùng với quan điểm về đường chín đoạn và cái gọi là chính nghĩa thuộc về Trung Quốc thì chỉ là quan điểm chủ quan của người Trung Quốc và rõ ràng là ở góc nhìn của chúng ta bác bỏ lập luận đó. Tuy nhiên nó không phải là chủ đề chính hôm nay nên chúng tôi chỉ xin lưu ý như vậy để các bạn biết. Một điểm Vin có đôi lời bình luận là việc Trung Quốc cho rằng dùng biện pháp kinh tế không xuất khẩu sang Việt Nam và không nhập khẩu từ Việt Nam để trừng phạt Việt Nam. Nếu dùng biện pháp này thì Trung Quốc cũng là tự mình cầm đá đập vào chân mình. Bởi vì trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam để rồi xuất khẩu sản phẩm đi Mỹ và châu Âu nhằm lách những khoản thuế cao mà Mỹ và châu Âu đánh vào hàng đến từ Trung Quốc. Do vậy, giải pháp này không khả thi. Thực tế cho thấy trong những năm trước đây đã có lúc quan hệ hai nước rất căng thẳng, nhưng Trung Quốc cũng không dám dùng đến biện pháp kinh tế này. Về cái gọi là khai thác chung, qua bài viết này, chúng ta cũng thấy được ý định của Trung Quốc. Họ nói khai thác chung, phân chia lợi nhuận được dựa vào vốn liếng đóng góp, như vậy rõ ràng là không ổn. Vì các nước liên quan tranh chấp Biển Đông không có nước nào có năng lực công nghệ và tài chính bằng được Trung Quốc. Cho nên nếu hợp tác kiểu đó thì chỉ có Trung Quốc là được lợi, hợp tác kiểu đó thì chẳng bằng là phân định theo luật pháp quốc tế một cách rõ ràng. Chỗ này của anh, chỗ kia của tôi trong vùng đã phân chia, ai muốn khai thác sao thì khai thác. Khi đó, kể cả các công ty Trung Quốc muốn vào vùng biển Việt Nam để hợp tác khai thác thì Việt Nam cũng sẽ hoan nghênh như các công ty của Mỹ, Nga, Ấn Độ hiện nay. Nói về chủ đề hôm nay là khả năng xung đột Việt-Trung, chúng tôi cũng cho rằng chiến tranh là điều cả hai bên đều không mong muốn dù cho tranh chấp căng thẳng đến mức nào. Tuy nhiên không phải là vì nước Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình như vị tác giả của Trung Quốc kia tự xưng. Quy luật của thế giới tự nhiên là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Do vậy, sở dĩ cá lớn còn chưa nuốt cá bé là vì cá bé không dễ nuốt, chứ không phải là vì cá lớn nhân từ gì cả. Nếu như cá bé dễ nuốt thì đã bị cá lớn nuốt từ lâu rồi. Video của kênh xin dừng ở đây, các bạn có thể cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé! Nếu các bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!